Quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2019. Và các bạn có thể biết được hiện tại khu vực miền Trung, Nghệ An đang phải đón nhận những cái cơn bão rất là lớn. Do đó cái nhu cầu sử dụng máy phát điện thì hơn bao giờ hết bây giờ là cực kỳ cần thiết. Hôm nay thì chúng tôi cũng vô tình về được một chiếc máy phát điện Elemax SH7600EX. Về cái mẫu phát điện của Elemax 7600EX thì chúng ta cũng không cần phải nói đến quá nhiều về cái chất lượng nữa rồi. Bởi vì đây là một trong những cái thương hiệu hàng đầu trên thị trường Việt Nam về tất cả các dòng máy phát điện gia đình, hàng chất lượng cao, phân khúc chất lượng cao. Và chiếc máy Elemax này nó có những cái gì mà sao lại được ưa chuộng đến thế? Thì chúng tôi sẽ phân tích cho các bạn luôn. Elemax thì nó là một cái thương hiệu máy phát điện sản xuất tại Nhật. Thứ nhất là nguồn gốc xuất xứ của nó là nó sản xuất tại Nhật và nó xuất ra thị trường nước ngoài. Với cái việc sản xuất tại Nhật thì cái chất lượng của nó thì chúng ta không phải bàn tán quá nhiều rồi. Và cái việc nó xuất ra thị trường nước ngoài, do đó cái phần củ phát của nó điện Zin 220 và tần số 50Hz, nó phù hợp luôn với cả các cái mạng điện lưới của Việt Nam cũng như nước khác. Vì Nhật, tại Nhật nha, nếu mà hàng nội địa Nhật thì là điện 100V đó. Do đó thì nhiều bác không thích. Vì vậy đây là một cái dòng máy chạy điện xuất 220 thì rất là phù hợp với cả cái điện lưới Việt Nam. Và cái dòng điện của nó siêu ổn định. Chiếc này nó chạy AVR các bạn nhé. Cái động cơ của nó là sử dụng động cơ xăng của Honda. Và cái động cơ Honda của Elemax 7600 là động cơ 390. Động cơ 390 các bạn ạ. Do đó thì là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Động cơ 390 Honda của Elemax sử dụng là động cơ Honda Nhật chứ không phải động cơ Honda Thái như kiểu các cái động cơ mới trên thị trường hiện nay. Và nó có báo nhớt luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết để các bạn có thể thấy được chiếc máy đã qua sử dụng này của chúng tôi về ngày hôm nay nó có đẹp hay không, tình trạng hình thức của nó ra làm sao và có đáng cái đồng tiền bát gạo mà các bạn có thể quyết định mua hàng hay không nhá. Ok, thì như chúng ta cũng biết là cái đời máy Elemax SH mà đời EX ấy, thì các bạn có thể thấy được cái phần tablo của nó, tức là mặt bảng bảng điều khiển của nó thì là bo tròn kéo từ phần khung xuống che phần nửa phần củ phát và phần động cơ đó. Phần đệ máy DX thì nó là đời vuông các bạn nhá. Và 7600 này thì nó chỉ có đời EX thôi chứ không có đề đời DX. Đời DX của nó sẽ là 7000. Rồi các bạn có thể thấy được bình xăng của nó là bình xăng lớn. Bô của nó là bô giảm thanh nhá. Rồi động cơ của nó thì các bạn có thể thấy động cơ Honda GX 390 hàng xịn 100% luôn. Và động cơ 390 này là động cơ Honda của Nhật chứ không phải động cơ Honda của Thái. Đây các bạn có thể thấy dòng chữ Honda GX 390 389 cm khối. Và cái này nó có tép báo nhớt luôn. Các bạn có thể thấy được cảm biến báo nhớt của nó. Khi các bạn sử dụng máy nhớt nó bị vơi thì máy nó sẽ không sử dụng được. Do đó thì các bạn sẽ biết tình trạng kiểm tra nhớt để các bạn vận hành máy tiếp tục. Rồi ok, về thông số thì các bạn có thể thấy nhận định được rằng cái thông số của máy nó khá là ok. Đây, cái cường độ dòng điện là 220V, tần số 50Hz. Cái công suất tải liên tục của nó là 5,6 kVA và công suất mắc tải của nó và công suất tải dự phòng của nó là 6,5 kVA. Với 6,5 kVA các bạn sử dụng một gia đình thoải mái rồi. Các bạn có thể chạy được các thiết bị như hai cái điều hòa 12.000 hoặc là các bạn chạy TV, tủ lạnh, bóng sáng đều rất là ok. 6,5 kVA nó không hề ít tí nào. Và các bạn có thể thấy được dòng chữ Made in Japan đây. Nó có một cực gia 12V và 8.3A để các bạn có thể chạy được các cái thiết bị như AQUI, nạp AQUI hoặc là chạy các thiết bị bóng 12V SH7600EX. Chiếc này thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu của nó thì các bạn có thể lên trên các cái website của các cái trang thương mại điện tử họ đang bán với giá, tôi nhớ không nhầm thì đâu đó trên dưới 40 triệu. Thì chiếc này tình trạng của nó còn rất là ok, mới zin, cam kết các bạn zin 100% luôn. Máy của nó rất là đẹp nha, khung của nó xương đẹp luôn. Hơi bị cấn dỉ một chút phần khung nhưng mà không bị oxy hóa, các bạn hiểu không? Nó chỉ là bị xước sơn chống dỉ và nó sẽ bị dỉ. Do để chống dỉ được thì nó bao phủ vào một lớp sơn. Và khi mà xước lớp sơn đấy mà chúng ta không sơn lại nó sẽ rất dễ bị dỉ. Rồi bảng đồng hồ tablo thì các bạn có thể đồng hồ 22, công tắc tắt mở, một ổ da 30A, 3 chân và một ổ da 2 chân, automat đó, 2 cực da ở dưới này là 12V 8.3A và tiếp đất. Rồi
Các bạn có thể bình xăng lớn, chúng tôi sẽ tháo ra các bạn bình xăng xem còn rất là đẹp nhé. Nắp này nắp inox. Ui, nặng quá, tay tôi đang trơn. Tôi nhờ bạn tháo cho các bạn nhìn bình xăng chưa bị gì có xóa gì luôn. Đây là sơn, tôi cam kết các bạn là sơn zin này, các bạn có thể thấy được này. Nắp bình xăng rất là đẹp này, không bị oxy hóa, không bị cặn gì nhá. Một trong những cái chi tiết để các bạn có thể đánh giá được một chiếc máy đẹp hay không là các bạn tháo nắp bình xăng ra nhìn bình xăng. Đó là chúng tôi chỉ cho các bạn một trong những cái mẹo các bạn có thể xem máy bãi con nào là ngon. Vì nhiều khi các bạn bị oxy hóa bình xăng thì khi mà bộ đổ xăng vào nó chạy xuống phần chế hỏa khí rất hay bị cặn. Đó, đây là chiếc máy Elemark 7600EX. Và giá của chiếc máy này được chúng tôi bán với giá tại Điện Máy Minh Sơn ngày 29 tháng 8 này là 18.500.000. Nếu các bạn muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ với Điện Máy Minh Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 079 hoặc 0987 415 399. Đây là 3 cái số hotline của Điện Máy Minh Sơn. Các bạn gọi điện vào cái số điện thoại đó sẽ được chúng tôi tư vấn hỗ trợ báo giá nhanh nhất. Các bạn lưu ý nha, những chiếc máy như thế này thì số lượng của nó chỉ có một cái thôi. Mà các bạn có thể để ý được cái kênh video của chúng tôi lên đến hơn 60.000 lượt subscribe. Tức là một video chúng tôi lên nó sẽ dao động từ 5.000 lượt xem. Nên là các bạn hiểu là 5.000 lượt xem mà chỉ có một cái máy thì các bạn biết là nếu mà nó phù hợp với một trong 5.000 đấy, 5.000 người đấy thì máy nó bay rất là nhanh. Nên là các bạn mà đợi mà chúng tôi comment lại trên YouTube thì tình trạng hàng còn rất là khó. Do đó nếu mà các bạn kết thì các bạn nên gọi điện ngay cho chúng tôi. Giá thì chúng tôi đã công báo các bạn rồi, 18.500.000. Còn cái tình trạng hàng thì chúng tôi cũng quay rất là chi tiết. Vì các bạn có thể thấy được hàng bãi thì bao giờ chúng ta sẽ cố gắng quay chi tiết nhất để đỡ mất thời gian. Ngay cả chúng tôi bán, chúng tôi cũng đỡ mất thời gian. Và các bạn mua, các bạn cũng đỡ mất thời gian cho cả hai bên. Ok, đó là cái lý do vì sao các bạn tôi khuyên các bạn nên gọi điện ngay để chốt mua hàng. Còn nếu mà các bạn comment trên YouTube mà đợi chúng tôi YouTube comment lại thì đôi khi các bạn sẽ bị chậm chân hơn so với những người khác. Rồi, cảm ơn các bạn quan tâm rồi. Rồi, máy Elemark 7600 có giá 18.500.000 tại Điện Máy Minh Sơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn đừng quên like, subscribe, đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Chúng tôi sẽ hứa hẹn đăng lên những cái video, những cái sản phẩm mới. Bao giờ cũng cố gắng cái giá tốt nhất và chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc các bạn có thể lựa chọn cho mình được những chiếc máy phát điện ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.